Vâng, xin chào người. Còn hơn nửa tháng nữa là Tết rồi, nên là nhu cầu mua sắm mọi người rất là đông. 3 ngày hôm nay thì mình không có quay được video nào lên cho mọi người xem cả. Nên ngày hôm nay mình đã trở lại và mình rất là vui vì được gặp lại tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình cũng báo cho mọi người một cái tin vui luôn. Thì mình sẽ quay luôn nha. Đó, trước mắt mọi người đang là 6 dòng loa của Temesen và hãng Sansui đây mọi người. Đó, những dòng loa này đều là loa nguyên thùng mới, chưa qua sử dụng nha. Và những dòng loa này nó đã qua cái thời hot của nó rồi. Đó, nên là bên mình sẽ bán giá mềm cho mọi người để mọi người chơi Tết nha. Đó, giảm giá từ 300.000 cho đến 700.000 tùy mỗi màu loa. Ở đây hiện tại thì có 6 mẫu. Và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh từng loại cho mọi người nhé. Vâng, và bắt đầu. Những mẫu này thì mình chỉ ưu tiên cho những khách đến tận nơi cửa hàng mua mọi người nhé. Hoặc là chúng ta chuyển khoản trước. Bên mình sẽ gửi xe trực tiếp về nơi tận nơi cho mọi người. Phí thì mọi người chịu nha, chịu phí. Còn giá này thì mình sẽ công bố nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từng mẫu nha. Những mẫu này thì nguyên mới, không chảy xước cũng như là chưa từng qua sử dụng. Đó, đây là dòng loa Temesen. Xin lỗi mọi người, đây là dòng loa Sansui SG2-15. Đầu tiên mình giá của nó là 6.290.000, giảm 300.000. Đó, còn là 5.990.000. Ok, rồi mọi người sẽ xem được cái ngoại hình đó nha. Đây, đây là loa thùng gỗ 4 tấc. Ok, đây là phần bao mạch của nó đây. Bao mạch của nó, tất cả mọi thứ đều nguyên mới mọi người nhé. Thùng gỗ không chảy xước luôn. Tất cả mọi loa đây bên mình đều bảo hành cho người là nguồn điện ắc quy là 1 tháng, micro là 6 tháng, bao mạch điện tử này là 12 tháng nha. Đó, rồi mặt sau đây có đồ gắn micro. Rồi đó, giá này thì quá mềm rồi để mọi người có thể sử dụng Tết. Nhưng mẫu này thì nó đã qua thời hot thôi, nó đã từng hot rồi nhưng mà đây nó đã qua thời nên là giá nó mềm. Đây là bộ micro mọi người nè, xem cận cảnh của nó nguyên mới, không chảy xước gì cả. Rồi đây là bộ micro của nó, gắn vào đây nha. Đấy, nó còn một remote và một chiếc sạc nữa. Rồi bên cạnh mình đây là một loa Temesen, Temesen VX1537, giá của nó là 6.290.000 giá gốc nha, giảm 700.000. Rồi đây, bộ micro của nó mọi người nè, nguyên mới, không chảy xước. Mọi người đến mọi người sẽ test kiểm chứng thoải mái nha. Đó, còn đây là, đây cũng là loa thùng gỗ 4 tấc. Ở đây thì nó có một cái dàn trống ở đây của hãng Temesen. Hai hãng này cũng là hãng đi đầu và họ ra mắt rất là nhiều mẫu mới. Đó, nên là mình bán giá mềm bớt để chúng ta có thể nhập thêm những mẫu mới về mình review cho mọi người. Đây là phần bao mạch của nó mọi người nè. Bao mạch. Rồi. Ở phần sau mọi người có thể xem cận cảnh từng chi tiết, không chảy xước, không bị vỡ gì cả. Đó. Nguyên mới. Rồi. Và không lỗi gì hết mọi người nhé. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục bên cạnh mình đây là dòng loa Temesen A16615. Ở đây thì chúng ta có thể xem được bát chung chép ở bên trong luôn. Đó, mặt lưới trước. Giá của nó là 5.490.000. Đó, giảm 500.000. Rồi, ở trên ở đây mọi người nè. Ở trên. Đó, mặt bên. Đây là phần bao mạch của nó mọi người. Rồi. Đó, mặt sau. Nó bình ắc quy rất là to, chỗ gắn micro. Đó. Nguyên mới, không chảy xước nha. Đó. Ok, còn đây giống bên đây mọi người nè. Ở đây thì có hai sự lựa chọn chúng ta, VX1537, bên đây là VX153. Rồi, đây cũng là nguyên mới, không chảy xước. Đó, hàng chưa bao giờ qua sử dụng cả. Rồi, VX153 đây, mặt lưới ở trước. Đó. Ok, đây là phần bao mạch của nó mọi người nè. Bao mạch đây. Đó. Rồi, bao mạch đây, cái này là bình ắc quy. Rồi, bên đây. Đó, nguyên mới, người thấy không ạ? Nguyên mới, không chảy xước. Thùng cũng mới rồi mọi người nhé. Tất cả các loa đây, thùng đều mới hết. Cả thùng, nguyên kiện đều mới. Bộ micro của nó giống bộ micro của VX1537. Đó. Chương trình cuối năm thì mới có có khuyến mãi thôi mọi người nhé. Bình thường mình sẽ không có đâu. Đó. Rồi, ok. Mọi người có thể xem dàn trống ở đây. Dàn trống ở đây. Đó, mọi người xem kỹ nè. Nguyên mới, không chảy xước gì cả, rất là mới. Và nó qua cái thời hot rồi nên mình cũng nhập về số lượng về sau này
nó qua thời hot rồi nên là nó hơi chậm, nên là mình bán giá mềm cho mọi người. Đó, mọi người để ý nè, nguyên mới luôn, đen kín. Đó, không chảy xước, không bị vỡ gì cả. Có khắc chữ ở đây. Rồi bộ micro của nó đây. Bộ micro của nó nguyên mới, không chảy xước gì cả. Ok, mặt lưới chứ. Dòng loa này là Temesan GD160, giá của nó là 5.690.000, giảm 400.000. Rồi, dòng loa cuối cùng Temesan GD1513, giá của nó là 5.790.000, giảm 400.000, còn 5.390.000. Đó, thùng gỗ 4 tấc nha. Con mặt đây mọi người nè. Thùng gỗ nguyên mới, không chảy xước gì cả. Đó, mọi người có thể xem. Rồi. Đó mọi người, những loa này chỉ ưu tiên cho những khách quý đến tận nơi để cửa hàng nha. Hoặc là có thể chuyển khoản trước bên mình sẽ gửi xe về. Đó, mọi người muốn biết chất âm như thế nào, so sánh giữa hai con như thế nào thì mình sẽ cứ gọi điện trực tiếp vào số hotline bên dưới cho mình thì mình sẽ tư vấn cho mọi người nhé. Đó, rồi cho mọi người điểm qua một lần nữa. Đó, có 6 mẫu này. Nếu ai mọi người thấy thích, có thể thấy thích video này có thể like, bình luận bên dưới hoặc là chia sẻ nhé. Xin ơn mọi người rất nhiều. Mọi người muốn đến test trực tiếp có thể đến địa chỉ của mua.tốt.net, đó là số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Trường Chinh giao với Tân Hải mọi người nhé, ở gần ngã ba Bà Quẹo á. Đó, xin ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.